Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn yêu thích trên kênh YouTube của Tăng Alex. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe. Hôm nay Tăng Alex đang đi du lịch ở các điểm miền Tây. Hiện tại Tăng Alex đang đứng ở thành phố Hà Tiên, là một thành phố nằm ở phía bắc tỉnh Kiên Giang, thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long các bạn. Hà Tiên với những cảnh đẹp thiên nhiên phía bắc giáp Campuchia. Từ đoạn phía trước mà Tăng Alex đang đứng đến cửa khẩu Xà Xíu Hà Tiên khoảng 6 km là qua Campuchia các bạn. Rất là gần. Hôm nay Tăng Alex sẽ quay một số cảnh đẹp ở Mũi Nai, thành phố Hà Tiên. Mong các bạn đón xem. Các bạn có thể thấy Mũi Nai, thành phố Hà Tiên rất là đẹp. Ở phía sau cái khu vực của nhà nghỉ Mũi Nai, Tăng Alex sẽ quay cái số cảnh biển rất là đẹp ở khu vực này. Và hiện tại Tăng Alex đang đứng ở thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Các bạn có thể thấy khu du lịch Mũi Nai rất là đẹp. Biển thành phố Hà Tiên rất là đẹp các bạn. Không khí rất là trong lành. Cũng là lần đầu tiên Tăng Alex ghé đến miền Tây thăm cái cảnh quan ở miền sông nước các bạn.
và nét sơ qua về cảnh đẹp mũi Nai ở thành phố Hà Tiên. Tăng Alex không có gì hơn. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và xin chào tạm biệt các bạn trong những video tiếp theo. Qua kênh YouTube, các bạn nhớ follow kênh YouTube của Tăng Alex. Tăng Alex không có gì hơn. Xin chào tạm biệt các bạn.